xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Di Đà Phật, chúng con nhật ý kính ảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni, và xin thân ái kính chào quý khán thính giả của đài IBC. Chương trình Sống Đời Sống Phật hôm nay, chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Huy, trụ trì chùa Điều Ngự, sẽ giảng dạy những giáo pháp vi diệu của Đức Phật qua kinh Pháp Cú. Chúng tôi hy vọng qua sự chia sẻ và giảng dạy của Thầy sẽ giúp quý vị hiểu sâu hơn về Phật Pháp để có đời sống tâm linh thật an lạc. Và giờ này xin mời quý vị lắng lòng theo dõi chương trình. Nam mô Di Đà Phật. Dạ, con xin kính chào Thầy. Di Đà Phật, xin chào cô Nhật Ý. Và chúng con xin đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Dạ, kính bạch Thầy, trong bộ kinh Pháp Cú phẩm 18, đó là phẩm Cấu Uế, bài kệ 243, con xin đọc như sau. Trong hàng cấu uế ấy, vô minh nhơ tối thượng, đoạn thơ ấy tỳ kheo, thành bậc không uế nhiễm. Dạ, kính bạch Thầy, do nhân duyên gì mà Đức Phật thuyết lên bài kệ này? Thưa quý vị, như chúng tôi trình bày lần trước, chứ trong bài kệ 242 và 243 cũng được một cái nguyên nhân như chúng tôi đã trình bày, là một người đàn ông vì có một cô vợ ngoại tình, cho nên qua thời gian anh ta xấu hổ với bạn bè, cho nên anh ta không có đến chùa Kỳ Viên. Và lâu thời gian thì anh ta thấy anh rồi kia là anh cũng nhớ đến chùa, cho nên đến gặp Đức Phật và trình bày cái việc như vậy. Thì Đức Phật ngài mới an ủi anh ta rằng là những người đàn bà mà không có nết hạnh như vậy thì cũng thật tội nghiệp cho họ, vì họ vô minh, không có biết được đâu là tội, đâu là phước. Họ làm những cái điều đó thì chẳng qua như cái dòng nước người ta xuống tắm, người ta xuống rửa vậy thôi, giặt giũ, chứ nó không có mang lại cái lợi ích gì cho cuộc sống hả. Họ chỉ phớt lờ qua, cũng như một con đường đất người ta băng qua để dậm đạp lên mà thôi, cũng như là một cái tiệm bán rượu người ta vô uống thoáng qua mà thôi, chứ không phải là của chính họ, nhà cửa của chính họ. Cũng như một cái quán trọ để họ vào họ ngủ đêm qua đêm rồi họ đi chỗ khác, cũng như là một cái lu nước để ngồi săn cho khách bộ hành uống cho đỡ khác vậy thôi. Họ thì người đó thì họ giao du với tất cả những cái kẻ tốt kẻ xấu, thì nó không có đáng là cái người mà đạo đức. Và cái tà hạnh là một cái nguyên nhân rất là sa đọa của người phụ nữ. Đó là cái nguyên nhân mà Đức Phật đã nói lên cái bài kệ thứ hai này. Ngài đã nói rằng là trong cái hàng cấu ấy, vô minh nhơ tối thượng, và đoạn nhơ ấy tỳ kheo, thành bậc không uế nhiễm. Đó là nguyên nhân mà Đức Phật đã nói lên cái bài kệ này, thưa quý vị. Dạ, con xin cảm ơn Thầy. Dạ, kính bạch Thầy, như vậy là cái người vô minh làm sao để mà họ làm nhơ đi tối thượng nhà, thưa Thầy? Cái vấn đề quan trọng nhất trong cái cuộc sống của chúng ta, cái điều mà Đức Phật muốn nhắn nhủ ở đây thì con người cần phải có trí tuệ. Khi chúng ta có một cái trí tuệ như vậy thì chúng ta mới biết được đâu là đúng, đâu là sai. Cái trí tuệ nó có hai, một cái trí tuệ của thế gian, một trí tuệ của xuất thế gian. Cái trí tuệ của thế gian đó họ có thể làm cho cuộc sống nó văn minh hơn, nhưng mà cái trí tuệ của người xuất thế gian đó nó làm cho đạo đức và cái phẩm hạnh của người nó tồn tại nó tốt đẹp hơn, nó làm cho chúng ta thoát khỏi mọi cái sự đau khổ. Cho nên nếu một người nào đó có một cái trí tuệ thế gian không đó, thì họ chỉ giàu có trên vật chất, nhưng mà rồi khi họ có nhiều tiền thì họ có thể có nhiều cái việc mà sai cũng có, còn những cái việc đúng thì cũng tốt, nhưng mà cũng rất là hy hữu. Chứ không phải không. Nói đến đây thì thưa quý vị, chúng tôi liên tưởng đến một cái vị vua Musa Keita, có nghĩa là kêu gọi là Mansa Musa, rất là giàu có. Hồi nào chúng ta nghe rất là nhiều vị vua, cách trăm vị vua, cả ngàn vị vua, nhưng mà cái vị vua này rất là hào khoáng nhất vào trong cái khoảng thế kỷ thứ 14. Ông ta làm vua của Muti, nước gọi là Mali. Ông ta giàu có, gọi rằng là gần như vị vua giàu nhất của thế giới.
Và những vua khác thì như chúng ta biết cũng là hôn quân hay kẻ là ác này kia, nhưng mà ông này thì được cái mang cái tính cách là hào phóng. Nếu mà so tiền với ông Bill Gates, giàu nhất thế giới bây giờ, thì hồi đó ông Bill Gates giờ là khoảng 90 tỷ Mỹ Kim, thì ông ta có khoảng 400 tỷ Mỹ Kim như vậy, chứ không phải là 9 tỷ. Và ông ta đi tới chỗ này chỗ khác, ông đem theo tùy tùng, ông mua này mua khác cho người dân, ông rất là hào phóng. Những cái người nghèo đói vân vân, ông đều mua cho thức ăn chuyện nội chuyện khác. Và có một lần ông qua cái thủ đô của Ai Cập, ông đã mua cho dân chúng ở đó một thời gian, làm cho cái kinh tế nó phải thấp xuống phân phát đó. Thì cái điều này khiến cho cái lãnh thổ sau đó thì nó làm cho nó bị lũng đoạn cái kinh tế lúc bây giờ. Nhưng mà ông cũng được khen ngợi là một vị vua hào khoáng nhất trên thế giới này. Thì đó là cái điều cũng hy hữu thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta so sánh ra thì tất cả những người giàu có rồi họ nhàn cư, mà trong kinh cũng thường dạy rằng là cái người mà nhàn cư đó là sanh ra những cái điều bất thiện. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta muốn mà làm tất cả những cái điều thiện thì chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta đừng có bao giờ để cái vô minh nó lọt vào, thì nó làm xáo trộn cho cuộc sống của chúng ta, nó dẫn dắt cho chúng ta đi vào cái con đường tội lỗi, nó dẫn dắt chúng ta đi vào trong ba cái ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là do từ cái vô minh, tức là cái sự không biết, thiếu hiểu biết. Cho nên nếu một người đệ tử của Phật hoặc là không có đệ tử của Phật, chúng ta cần có một cái trí tuệ. Cái trí tuệ đó chúng ta phải học hỏi từ tất cả những cái bậc thiện tri thức, từ những cái bậc thánh nhân, từ những cái bậc chứng quả vị Bồ Tát hoặc trẻ là quả A-la-hán, thì nó mới dứt trừ được cái vô minh, nó đem lại cái hạnh phúc, cái an lạc cho chúng ta. Cho nên Đức Phật Ngài dạy ở đây vô minh là cái nhơ tối thượng. Vô minh nó là cái sự nhớp nhất trong cái cuộc sống của chúng ta, không có gì hơn cái vô minh. Bởi vì do cái vô minh cho nên tạo biết bao nhiêu cái tội lỗi, từ tham sân si mạng nghi ác kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, cũng đều do cái vô minh nó gây ra. Cho nên Đức Phật Ngài dạy nó là hơn hết trong tất cả các cái thứ, thưa quý vị. Dạ con xin cảm ơn thầy. Dạ kính bạch thầy, như vậy thì trong nhà Phật có phương pháp nào để giúp chúng con là giảm đi bớt những cái quế dơ không thưa thầy? Như cho chúng ta thấy cái sự ham muốn đó là cái vô minh nó dẫn dắt tới. Cái sự khiến chúng ta tham lam, chúng ta nóng giận, chúng ta ganh ghét, cho nên dẫn đến cái điều đó. Muốn như vậy thì chúng ta có một cái suy nghĩ, một cái bình tâm, một cái tĩnh lặng trước để chúng ta mới phán đoán cái việc đó. Và cái vấn đề cần yếu là cái bình tâm để mà phán đoán, nhận chân được cái sự thật. Còn nếu mà đứng trong vấn đề mà chúng ta vội vàng quá thì chúng ta phải vấp phải những cái lỗi lầm rất là lớn. Mà như quý vị nhớ trong cái câu chuyện như thế này, một người phụ nữ rất là trung thủy như cái thời vua Lê Thánh Tông, mà vợ của chàng Trương đó, thì vợ của chàng Trương, thì chàng Trương đi lính thú ở biên ải, thì mỗi một đêm cô ta ở nhà có đứa con thì hỏi ba đâu, thì thắp cái ngọn đèn dầu lên thì chỉ trong bóng vách nói đây là ba của con đó. Thì qua một thời gian anh ta về nói là đây là ba của con, nhưng mà đứa con nói là không phải thật ba của nó. Ba của con mỗi tối mới về, lẫn chứ không phải giờ này về đâu. Thì anh ta nghi ngờ và sau đó nói chuyện này những khác, cô ta mới ra cái dòng sông để mà tự tử. Sau đó thì vua Lê Thánh Tông đi ngang, sau đó buổi tối về anh ta thắp đèn thì đứa con mới chỉ đây mới chính là ba của con thật đó. Thì lúc bây giờ anh ra bờ sông thì mất tâm mất dạng, chỉ còn một dòng nước
chảy thôi, và cô ta đã chết và trôi xác đi đâu đó. Rồi sau đó người dân làng mới thấy được cái cô ta và lập đền để thờ. Thì anh ta mới ra dòng sông đó làm chay để cầu, để kiến, thì cũng đã quá muộn rồi. Đó là do cái gì? Do thiếu đi cái trí tuệ, để cái vô minh nó xâm lấn, do cái lòng ghen tương nó nổi dậy, không có tin, không có hiểu mà nó đem lại như vậy. Cho nên sau đó thì vua Lê Thánh Tông đã làm một cái bài thơ để ở cái miếu đó. Thưa quý vị. Dạ con xin cảm ơn thầy. Xin quý vị hân hỷ đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xây tương thân tình.